cũng do cái duyên nợ của hai cháu mà hôm nay hai họ chúng ta đã có dịp ngồi lại với nhau trong một cái gia đình hết sức ấm cúng hạnh phúc như thế này. Thì lời đầu tiên xin phép thay mặt họ nhà trai xin được hân hoan chào đón tất cả quý tộc hoàng nhà gái đã đưa cô dâu về đến nhà chồng, và cũng xin gửi đến tất cả quý vị lời chào thân ái nhất của gia đình chúng tôi. Ta có cái câu ta nói là nợ tiền nợ bạc thì nợ dễ trả, nhưng mà nợ cha nợ mẹ thì trả cả đời. À, hoặc là người ta nói thêm cái câu là cây xanh thì trái cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con, trăm năm hạnh phúc vuông tròn, cha mẹ phú quý đời con sang giàu. Chú nói như thế để cho các con hiểu là đối với cha mẹ, những công đức của cha mẹ tạo ra thì tất cả sau này dành cho các con hưởng hết á. Thì các con thấy ha, ba mẹ là tất cả cho các con thôi, nghĩa là công lao ba mẹ dành dụm này nọ cũng lo cho các con hết. Vì thế hai các con phải hứa sống cho thật tốt ha, để cho ba mẹ an tâm. Yêu nhau thì phải cho nhau, hy sinh cho nhau, tha thứ cho nhau nha. Con về làm dâu cũng vậy, làm rể cũng vậy. Con hãy cho đi thì con mới nhận lại, nhớ không? Cho đi cái tình cảm yêu thương của mình đi thì mình mới nhận lại được nha. Vậy thôi, chắc chắn rồi khi về bên chồng thì chắc chắn những cái nó lạ lẫm hơn ở gia đình mình. Thì cố gắng để mà cho nó theo chiều, để mà sống cho nó phù hợp với ba mẹ bên chồng khi về làm dâu. Vậy thôi thì ba mẹ thương không có gì đâu hết con ha. Gửi lời chúc đến Khoa Nhí và em Ngân là trăm năm hạnh phúc và sống hạnh phúc bên nhau. Thì trong quá trình sống thì có lúc cãi vã nhau thì nên nhường nhịn nhau để mình cùng vượt qua những khó khăn. Ok, trăm năm hạnh phúc nha. Con chúc chú và Út Ngân trăm năm hạnh phúc. Chúc vợ chồng anh Nhí trăm năm hạnh phúc.